Có một cái cách để mà vệ sinh kính, lau kính, kính trắng hoặc là kính thủy đều như vậy ha. Rất là đơn giản luôn, không có cần phải tốn cái gì cầu kỳ hết. Tại vì nếu mà mình lau bằng cái khăn á, thì nó sẽ có hai loại khăn khăn lông hoặc là vải thun gì đó, thì nó sẽ dính lại những cái bụi nhỏ nhỏ lên trên cái kính, nó khó lau sạch hơn. Còn một cái đó là đơn giản, đó là giấy báo. Nhiều người hỏi là đứt lắm luôn á, nhiều anh em hỏi lắm luôn, thì mình chỉ cần xài giấy báo thôi, mua 1 ký là xài rất là lâu luôn mới hết. Như cái đây, cái cửa này là kính trắng, ở trên nó rất là dơ, cho nó rất là dơ, dấu tay rồi này kia rất là nhiều, thì chỉ xài cái nước lau kính. Đó, anh em thấy chưa, một miếng giấy báo thôi, rất là đơn giản luôn, sạch bông.